Khu rừng mùa giải mới có gì hot? Hello và chào mừng anh em đã đến với Cà phê Liên Minh. Lần này thì Cà phê Liên Minh sẽ giới thiệu cho anh em giáo án đi rừng cơ bản dựa vào sự thay đổi của các phiên bản gần đây nhất. Chắc chắn người đi rừng chân chính rất khó chịu về những điều mới mẻ này. Video này sẽ nói cho bạn biết chuyện gì đang thực sự xảy ra trong khu rừng với meta hiện tại và lý do vì sao cần phải soạn một giáo án cập nhật thông tin cần thiết cho bạn để giành chiến thắng trên Summoner Rift. Hãy bắt đầu làm quen với vòng rừng mới và nguồn tài nguyên rừng xung quanh bạn kèm theo những hiệu ứng đã thay đổi gần đây. Nhưng vào mùa giải mới Riot một lần nữa thay đổi tài nguyên khu vực rừng rậm. Việc này khiến cho nhiều người khá bối rối và họ cần biết họ nên điều chỉnh như thế nào. Đặc biệt là phong cách trời, vòng rừng, tuyến đường hỗ trợ các len khác, v.v. Trước khi trả lời những vấn đề này thì các bạn cần phải biết những thay đổi mới sắp tới là gì. Từ đó người chơi phải tận dụng những lợi thế của chúng để điều chỉnh cách chơi của mình. Và những thay đổi mà nãy giờ chúng ta nhắc tới là gì? Nếu nhân phẩm của bạn đang hơi kém một chút thì cà phê nhân phẩm sẽ là nơi bạn cần tìm đến. Học chơi đấu trường chân lý cùng cà phê nhân phẩm qua đường link mình để bên dưới nha. Dòng nguyên tố, sứ giả Garnet, Baron, dòng ngàn tuổi. Thay đổi lớn nhất, tác động nhiều nhất tới các trận đấu là mỗi con rồng nguyên tố. Rồng gió không còn cho tốc độ di chuyển, mà thay vào đó là giảm 10% thời gian hồi chiêu cuối của bạn. Rồng đất không cộng thêm sát thương khi tấn công quái và công trình nữa, nhưng lại cho bạn 8% khả năng chống chịu. Tức là cả lượng giáp và kháng phép của bạn đều được gia tăng 8%. Rồng nước trong thay đổi mới sẽ mang lại khả năng hồi phục cho bạn, ngay cả khi chiến đấu, nhưng không bao gồm hồi lại năng lượng, chỉ là hồi lại máu. Dòng lửa không có quá nhiều sự thay đổi khi nó vẫn cho bạn một lượng sát thương công kích. Nhìn chung thì điểm chung của sự thay đổi này là tất cả chỉ số bùa lợi có được từ việc tiêu diệt dòng đã bị hạ xuống. Ví dụ như bùa lợi từ dòng lửa và sát thương tăng thêm 10%, giờ chỉ còn 5% mà thôi. Thực sự nó đã giảm đi một nửa chỉ số. Điều này tác động đến tỷ lệ chiến thắng của những người chơi khá nhiều. Trung bình đội nào lấy dòng đầu tiên có tỷ lệ thắng ít hơn 1% so với trước tại máy chủ PPE. Thống kê từ mùa giải trước cho thấy rằng dòng gió mang lại tỷ lệ chiến thắng cao nhất 44,1%, thứ hai là dòng lửa với 38,9%, dòng nước là 38,4%, cuối cùng là dòng đất 35,8%. Tình hình hiện tại trên máy chủ PPE thì tình hình thế có vẻ bị đảo ngược. Bên cạnh đó, dòng nước tuy đã mất đi khả năng hồi phục năng lượng, nhưng thay vào đó là lượng máu được hồi phục liên tục, trong khi mùa trước thì chỉ được hoàn lại ngoài giao tranh, thì dòng nước đang leo lên dẫn đầu tỷ lệ chiến thắng. Dòng gió từ hàng 1 tụt xuống hàng cuối cùng. Lúc đầu nó được gia tăng tốc độ di chuyển, còn bây giờ nó lại đổi thành giảm 10% hồi chiêu cuối. Có rất nhiều vị tướng không thể sử dụng được bùa lợi này, ví dụ như Nidalee, Elise, Jayce, v.v. Nên nhớ một điều rằng không phải lúc nào bạn cũng xài chiêu cuối khi nó thực sự sẵn sàng kích hoạt. Một điều đáng để lưu ý rằng hai con rồng đầu tiên bây giờ sẽ dễ lấy hơn, vì lượng máu của chúng sẽ bị giảm đi 850 đơn vị. Có phải đến lúc nghĩ đến việc tổ chức ăn rồng sớm thì các đội chơi hay không? Bù lại con rồng thứ 3 sẽ trở nên mạnh mẽ hơn chút xíu với việc chúng được tăng 750 đơn vị máu. Khi con rồng thứ 3 xuất hiện, các đội phải tổ chức ăn rồng cẩn thận vì sẽ mất nhiều thời gian để giải quyết chúng. Rồng thứ 3 cũng có tác động thay đổi hiệu ứng địa hình Summoner Rift. Rồng gió sinh ra các luồng năng lượng chảy trong rừng giúp tăng tốc độ di chuyển cho các anh hùng. Rồng nước gia tăng số bụi cỏ và nhiều quả bưởi hồi phục sức khỏe cho các người chơi. Nếu dòng đất tạo nên công trình, bức tường thì dòng lửa sẽ ngược lại, tức sẽ phá hủy đi những bức tường tại những lối đi mới. Thoạt nhìn những điều mới mẻ này có vẻ đáng sợ, nhưng trên thực tế thì chúng đáng sợ thật. Cơ chế Dragon Soul, linh hồn rồng, hoàn toàn mới được Riot Games thêm vào. Linh hồn rồng được vận hành bằng cách đội tiêu diệt được 4 con rồng sẽ được thưởng một bùa lợi vĩnh viễn. Linh hồn rồng lửa sẽ khiến đòn tấn công vật lý hoặc phép gây thêm một lượng sát thương AOE nhỏ, nổ sau 3 giây. Linh hồn rồng nước sẽ giúp bạn hồi phục mạnh mẽ trong 3 giây mỗi khi bạn bắt đầu gây sát thương. Linh hồn rồng gió sẽ tăng 10% tốc độ di chuyển và tăng lên 40% trong 3 giây khi bạn sử dụng chiêu cuối của mình. Linh hồn rồng đất sẽ cho bạn một lượng lá chắn sau khi bạn không chịu sát thương từ nguồn khác trong 5 giây. Những linh hồn này có thể thực sự mạnh, nhưng bạn phải hiểu rằng để có được chúng, đôi bạn phải tiêu diệt tổng cộng 4 con rồng tất cả. Việc này mất khá nhiều thời gian hơn dự kiến. Thử nghĩ xem, rồng đầu tiên sẽ xuất hiện vào phút thứ 5 của trận đấu. Mỗi khi con rồng bị hạ gục thì
thì mất 5 phút nữa, con rồng tiếp theo mới hồi sinh. Cứ cho là đội bạn sẽ liên tục canh thời gian để ăn rồng thì cũng ít nhất 25 phút bạn mới đoạt được linh hồn rồng. Chú ý nếu để kẻ địch đánh cắp rồng thì thời gian đoạt được linh hồn rồng sẽ bị trì hoãn. Thực trạng đó thấy, người chơi không thực sự chú tâm tới việc lấy bùa lợi linh hồn rồng cho đến khi phút 30 của trận đấu. Thống kê gần đây trên máy chủ PBE, thời lượng trung bình của một ván đấu đã tăng lên so với mùa trước. Trong khi đó, cũng có một lượng lớn các ván đấu kết thúc trong khoảng phút thứ 25 đến phút thứ 30. Một trong những lý do có thể đến từ việc bùa lợi từ rồng nguyên tố đã trở nên yếu hơn. Và linh hồn rồng thực sự không được nhiều đội kích hoạt khi vượt qua mốc 30 phút của ván đấu. Điều đáng nói là một vài thay đổi trong game chưa được đề cập đến là rồng ngàn tuổi sẽ không còn xuất hiện vào thời điểm phút 35 nữa. Chúng sẽ được sinh ra sau 6 phút kể từ khi một đội giết được con rồng nguyên tố thứ 4. Như đã nói ở trên thì ước tính các đội sẽ có được rồng thứ 4 vào sau phút 30 của ván đấu. Điều này có nghĩa rằng rồng ngàn tuổi sẽ được sinh ra sớm nhất khi 36 phút của trận đấu trôi qua. Ngoài ra, bùa lợi từ Baron sẽ bị giảm thời gian từ 3 phút 30 giây xuống còn 3 phút, tức là giảm 30 giây so với mùa trước. Với những sự thay đổi như vậy thì phải kéo dài thời gian của trận đấu. Ngược lại hoàn toàn với suy nghĩ của người chơi sẽ được diễn ra nhanh hơn với chiến thuật cầu tuyết được áp dụng nhiều hơn. Lý do dẫn đến suy nghĩ này nằm ở thay đổi xung quanh sứ giả khai nứt. Sứ giả khai nứt bây giờ sẽ điểm danh sớm hơn 2 phút, tức là tại phút thứ 8 của trận đấu thay vì phút thứ 10. Thêm vào đó thì sứ giả thứ hai sẽ hồi sinh sau 6 phút kể từ khi con đầu tiên bị hạ gục. Việc giảm sức khỏe và khả năng tấn công của sứ giả khai nứt khiến nó trở thành mục tiêu hấp dẫn nhất trong giai đoạn đầu trận đấu. Đặc biệt, việc triệu hồi sứ giả ra khu vực đường chỉ mất khoảng thời gian là 1 giây thay vì 4 giây như hồi trước. Vì vậy không tránh khỏi một vài nhận định rằng điều này sẽ khiến tất cả trận đấu kết thúc nhanh hơn dự kiến. Tuy vậy, hãy nhìn vào bảng thống kê, chúng ta thấy rằng tỷ lệ thắng sau khi lấy sứ giả đầu tiên thực tế vẫn thấp hơn lấy dòng đầu tiên 4%. Mặc dù động thái của Riot rõ ràng là nớp mạnh tay bùa lợi dòng nguyên tố và tăng lợi ích của sứ giả lên nhiều hơn, nhưng tổng thể thì sứ giả chỉ tác động mạnh mẽ nhất khi giai đoạn đầu trận mà thôi, giúp bạn lấy đi những công trình từ sớm. Đừng quên rằng khi sứ giả được triệu hồi rất yếu ớt và sát thương lên công trình cũng ít đi. Bù lại thì chúng có được 2 con, còn bùa lợi từ dòng là vĩnh viễn, nó tác động trong xuyên suốt ván đấu. Như đã đề cập dòng ngàn tuổi trước đó, đây là bùa lợi xuất hiện vào giai đoạn cuối trận với điều kiện đội phải tiêu diệt được con rồng nguyên tố thứ 4. Có nghĩa rằng đội nào về sau có nhiều rồng và rồng ngàn tuổi nhất, đội đó sẽ có lượng gia tăng sức mạnh hơn. Vấn đề cần bàn tới ở đây là bộ lợi mới của rồng ngàn tuổi. Hiệu ứng ánh sáng tạo nguồn sức mạnh để được kích hoạt nếu kẻ thù có lượng máu dưới 20%. Ngoài ra, bộ lợi rồng ngàn tuổi và bộ lợi từ Baron kể từ bây giờ sẽ có thời gian hiệu nghiệm là 3 phút. Bộ lợi từ rồng ngàn tuổi hiện tại cực kỳ bá đạo và bạn có chắc chắn rằng muốn thử kèo 1v1 với đối phương sở hữu bộ lợi này không? Sau tất cả những thay đổi về rồng nguyên tố, sứ giả khai nứt, rồng ngàn tuổi, Baron thì ý nghĩa to lớn ở đây là gì? Trong meta trước, việc bạn viết một kịch bản cho đường tới chiến thắng mạnh mẽ là việc có rồng sớm. Tiếp theo là giành bùa lợi sứ giả khai nứt. Sau đó có một chiến thắng từ Baron. Còn bây giờ, nhiệm vụ đầu trận của bạn là bảo vệ 2 con rồng đầu tiên và đảm bảo rằng ít nhất đối phương sẽ không ăn được 4 rồng. Những sự cập nhật và thay đổi được Riot Games liên tục mang đến khu rừng của chúng ta. Đáng kể là việc thay đổi xung quanh các bãi quái rừng. Điều này làm cho meta rừng mùa sau chắc chắn sẽ thay đổi. Vòng rừng, tuyến đường hỗ trợ sẽ phải có điều chỉnh nhất định sao cho phù hợp. Đầu tiên, thời gian hồi lại của các bãi quái rừng sẽ nhanh hơn 30 giây, từ 2 phút 30 giây xuống còn 2 phút. Đồng thời, điểm kinh nghiệm và số tiền kiếm được từ các bãi quái sẽ giảm xuống. Tuy nhiên, trong một số đổi mới thì việc gây khó chịu nhất cho những người đi rừng là khi họ bị ganh quá nhiều, họ sẽ không dễ dàng gì bắt kịp tốc độ trận đấu so với phần còn lại. Đòi hỏi họ phải tập trung làm nông, farm nhiều hơn. Bên cạnh những bãi quái rừng thì điểm kinh nghiệm nhận được từ những con lính đi đường cũng có được thay đổi. Kinh nghiệm tại các đơn sẽ được gia tăng trong khi lượng kinh nghiệm được chia tại đường dưới sẽ giảm xuống. Tất cả những thay đổi nói trên nói lên điều gì? Thứ nhất, người đi rừng hạn chế việc ra hỗ trợ các khu vực đường bởi việc chia sẻ kinh nghiệm từ lính đã bị giảm đáng kể, cộng thêm việc kinh nghiệm từ quái rừng sẽ bị giảm xuống. Như vậy việc gank lên của người đi rừng sẽ như một con dao hai lưỡi. Một là được khoản thù lao lớn, hai là bị trừng phạt. Với việc thay đổi đề cập ở phần trước thì liệu rằng vòng rừng có tất thiết phải thay đổi không? Câu trả lời là có. Những thứ điều chỉnh trao cho phù hợp với khu rừng mới này xoay quanh vòng rừng, meta và những con tướng.
việc đưa ra một tuyến đường mới sao cho phù hợp với lượng kinh nghiệm và số tiền thay đổi từ các bãi quái. Ở những mùa giải trước, để dọn dẹp các bãi quái, bạn chỉ cần chọn một trong hai bùa xanh và bùa đỏ. Nếu người nông dân chọn khởi đầu với bùa xanh, sau đó tiến tới bãi cóc, bầy sói, sau đó ăn đại bãi chim, bùa đỏ, người đá. Theo hướng này thì sau đó, khi bạn dọn hết 6 bãi, bạn có cơ hội xuống hỗ trợ khu vực đường dưới. Nếu chọn bùa đỏ, thứ tự sẽ là bùa đỏ, bãi chim, người đá. Sau đó bạn tiến ganh ra đường giữa, trong khi di chuyển từ bên này sang bên kia. Điểm cộng nằm ở sự an toàn của vòng rừng này. Vừa đảm bảo được lượng kinh nghiệm dành cho người chơi đi rừng, vừa chắc chắn sẽ hỗ trợ được người chơi ở các khu vực khác. Đồng nghĩa với việc bạn sẽ hiếm khi bị thọt hơn so với người đi rừng đối diện. Mấu chốt của kịch bản di chuyển này nằm ở các vị trí đường dưới và đường trên, phải chờ một khoảng thời gian sau khi người đi rừng làm xong phần việc dọn dẹp của anh ta. Điều này vô cùng khả thi. Trong trường hợp đối phương thất bại khi thực hiện pha ganh từ sớm thì bạn lại có cơ hội tạo cách biệt nhiều hơn. Nhưng nó sẽ là con dao hai lưỡi đối với những khu vực đường còn lại. Vòng rừng này giúp cho bạn luôn giữ được lượng kinh nghiệm ổn định. Trong trường hợp bạn phải bắt gặp người đi rừng, phía địch, xâm chiếm lãnh thổ nhưng ngắn thấp kinh nghiệm hơn, bạn có thể tổ chức tấn công và có ngay mà hạ gục, góp phần kéo dài khoảng cách đối với hắn. Vòng rừng gần đây của một số người chơi có một sự thay đổi nhỏ liên quan đến con cua kỳ cục. Đó chính là bùa xanh, cóc, sói, bãi chim, bùa đỏ. Sau đó, bạn tiến ra cua kỳ cục, bãi rồng. Hoặc sau khi dọn dẹp một phần của mảng rừng, người chơi bắt đầu tiến đến giải quyết con cua với mục đích rõ ràng là kiểm soát tầm nhìn, chuẩn bị cho những đợt gánh. Tuyến đường này đã thống trị meta rừng trong một khoảng thời gian dài vì độ hiệu quả của nó, nhưng bây giờ sẽ không còn nữa. Bãi người đá là bãi có kinh nghiệm bị giảm đáng kể nhất. Đồng thời con cóc khu vực bùa xanh lại được buff cả tiền lẫn kinh nghiệm, nhưng bù lại nó tăng thêm 300 đơn vị máu. Con đường cũ nhìn chung vẫn hoàn toàn khả thi với vòng bùa đỏ, người đá, bãi chìm. Nhưng đó không phải là sự lựa chọn duy nhất. Xung quanh những thay đổi về bãi cóc, bạn có thể có phương án sau. Phương án 1, cấp 3 siêu nhanh. Nhiều người chơi dọn hướng bùa xanh, cóc, red để đạt được cấp 3 trong thời gian ngắn nhất. Khi đó họ khởi đầu vòng rừng với hai bùa. Tuyến đường này phù hợp với người đi rừng muốn giúp độ đôi xạ thủ hỗ trợ ngay từ giai đoạn đi đường. Một số tướng như Jarvan đệ tứ, Lee Sin, Elise có thể sử dụng lối chơi này và có thể chọn từ phía ngược lại nếu bạn muốn ganh từ sớm cho được trên. Bùa đỏ, bùa xanh, cóc. Việc có hai phương án giúp bạn linh hoạt hơn với những con tướng cần nhiều năng lượng. Điều này có thể áp dụng cho cả team xanh và team đỏ. Nó thực sự đơn giản. Tuyến đường thứ hai sẽ cho người chơi đi rừng thích mạo hiểm với kế hoạch xâm lược. Khởi đầu tại red của mình, ngay sau đó lập tức chiến thẳng qua blue của kẻ thù, kèm bãi cóc của chúng, cuối cùng là bãi sói. Đây là một đối trọng đặc biệt hiệu quả vì khi đối phương lựa chọn tuyến đường red, người đá, bãi chim, bạn đạt cấp độ 3 và 2 bổ lợi. Có thể bạn với đối phương sẽ gặp nhau tại bãi sói, như vậy thì chỉ cần chiến thôi. Hoặc sau khi hạ gục con cóc, bạn trở về bảo vệ phần rừng bùa xanh của mình, hoặc di chuyển xuống hỗ trợ khu vực đường có thế lính ủng hộ. Nhìn chung thì tuyến đường red, người đá, bãi chim vẫn là một lựa chọn an toàn. Vấn đề tiếp theo cần bàn đến là những vị anh hùng nào đang trở nên mạnh hơn và yếu đi vì những thay đổi trên. Chúng mình sẽ chia thành hai nhóm nha. Một nhóm là nông nghiệp, họ tận dụng bộ đếm thời gian hồi lại các bãi rừng trong phiên bản mới. Hai là nhóm đi rừng lăn cầu tuyết từ sớm. Đối với nhóm 1, Karthus trở nên mạnh mẽ hơn vì khả năng dọn quái rừng nhanh cùng bộ chiêu thức của mình. Ngoài ra còn kể đến Kane, Grave, Master Yi và Jax. Điểm chung của những vị tướng này là tốc độ dọn dẹp. Với nhóm thứ hai, những vị tướng có chút hổ báo đầu game như Lee Sin, Jarvan đệ tứ, Rek'Sai, Elise và đặc biệt nhất là Olaf. Olaf tạo nên sự khác biệt vì là anh hùng đi rừng mạnh nhất từ đầu game. Có thể thay thế Olaf là sự lựa chọn của Eco. Vấn đề đang nói ở đây chính là các vị tướng rơi vào giữa hai nhóm này đã trở nên yếu hơn. Amumu là một điển hình bởi giai đoạn đầu game, anh chàng này khá yếu và cũng không hổ báo để có mặt trong meta. Một chú ý nữa là chinh phục không còn gây sát thương chuẩn nữa. Nhưng bù lại, đối với những vị tướng máu giấy thì sức mạnh của chinh phục trở nên đáng sợ thực sự. Những vị tướng như Lee Sin, Jarvan hay Olaf sẽ rất thích dùng điểm này. Nunu nổi bật là một trong những người đi rừng chống chịu mạnh nhất trên phiên bản cập nhật mới, vì anh ta không chỉ làm tốt vai trò của mình mà còn có khả năng kiểm soát rồng với kỹ năng quy của mình. Jax cũng có thể là một sự lựa chọn cùng để thay thế cho Nunu. Nhìn chung lại, phiên bản cập nhật mới thì có hai kiểu chơi phổ biến giúp bạn kiểm soát trận đấu, đó là bảo vệ, ăn rồng từ sớm, kiểm soát mục tiêu lớn, lăn cầu tuyết qua khu vực các đường
với nhóm đi rừng hổ báo và nhóm đi rừng nông thôn kiểm soát các bại quái. Toàn bộ những thông tin vừa rồi được mình tổng hợp và phân tích dựa trên những trải nghiệm chủ quan của mình. Nếu có ý kiến nào đóng góp và bổ sung, các bạn hãy comment ở phần dưới bình luận cho mình được biết nha. Các bạn đừng quên ấn like, share và nhấn nút theo dõi kênh Cà Phê Liên Minh để có cơ hội mang đến cho bạn nhiều điều hấp dẫn hơn nữa nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.